một thông tin đến từ tỉnh bà rịa vũng tàu một tuyến đường tại huyện châu đức của tỉnh này vừa được viện kỷ lục việt nam cấp bằng kỷ lục là tuyến đường trồng hoa mai vàng dài nhất việt nam sau 7 năm hiện tuyến đường Mai Châu Đức dài 6,4 km, đã có gần 1.160 cây mai phát triển tốt. Các cây mai được tuyển lựa kỹ dựa trên các tiêu chí là cây khỏe, có hình dáng đẹp, độ tuổi trung bình từ 8 đến 10 tuổi, chiều cao thì từ 1m4 đến 2m. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì tuyến đường Mai Châu Đức lại tràn ngập sắc hoa màu vàng và nhiều năm qua đã tạo thành nét riêng khiến rất nhiều du khách, người dân địa phương thích thú.